200 tỷ phú châu Âu du thuyền đến vịnh Hạ Long. TikTok biết thuật toán gây hại cho trẻ em. Đầu tư công nghệ điện gió rẻ hơn 75%. Sao chổi 80.000 năm mới thấy một lần. Thiết bị rung báo hiệu hướng rẽ cho người khiếm thị. Con người giao tiếp trong giấc mơ. Lễ hội nghệ thuật vì khí hậu diễn ra vào ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 năm 2025 với sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó có 200 tỷ phú châu Âu sẽ đến vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền. Di sản thế giới vịnh Hạ Long được chọn tổ chức lễ hội nghệ thuật vì khí hậu nhờ có địa điểm đặc biệt mang tính biểu tượng cao. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Roche cho biết dự án là sự kết hợp nghệ thuật và trách nhiệm với môi trường để nâng cao nhận thức bảo vệ hành tinh phù hợp với các thách thức hiện nay. Hiện mỗi ngày có khoảng 4.000 đến 6.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, trong đó 90% là khách quốc tế. Để thu hút du khách mùa thu đông, thành phố Hạ Long cũng chủ động phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, đặc biệt là dòng khách tàu biển qua cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Theo tài liệu tòa án do kênh Kentucky Public Radio thu thập và công bố liên quan đến vụ kiện tập thể từ 13 bang và một quận ở Mỹ vào tuần trước, công cụ kiểm soát trên TikTok không hiệu quả trong việc giảm thời gian sử dụng của thanh thiếu niên. Các giám đốc TikTok cũng nói về hàng loạt mối nguy đối với trẻ em trên ứng dụng video ngắn nhưng không có biện pháp ngăn chặn triệt để. Để hạn chế tác động của TikTok đối với sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên khi dành nhiều giờ lướt ứng dụng, nền tảng video của ByteDance đã tích hợp một số công cụ giới hạn thời gian đối với người dùng dưới 18 tuổi. Chẳng hạn khi đạt 60 phút, người dùng ở nhóm tuổi này phải nhập mã mới có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, tài liệu nội bộ cho thấy một số giám đốc TikTok tự đánh giá vai trò của công cụ là cải thiện lòng tin của công chúng vào nền tảng TikTok thông qua việc đưa tin truyền thông thay vì thực sự hướng đến mục tiêu giảm thời gian sử dụng. Tính năng chỉ làm giảm trung bình 1,5 phút sử dụng hàng ngày và công ty không có ý định khắc phục vấn đề. Nền tảng cũng triển khai chiến dịch khuyến khích người dùng vị thành niên nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một giám đốc nói biện pháp này chỉ hữu ích để nói chuyện với các nhà lập pháp. Trong khi đó, nhiều tổ chức quan ngênh việc tài liệu được công bố. Oversight Project, một nhóm chuyên giám sát mạng xã hội, cho biết TikTok đã không trung thực về mức độ an toàn đối với trẻ em trên ứng dụng. Công ty Elum Energy Mỹ vừa giới thiệu công nghệ mới phát triển điện gió, có thể sản xuất với giá chỉ bằng 1/3 so với tuabin trục ngang truyền thống. Công nghệ này mang đến đột phá giảm chi phí năng lượng, đồng thời giải quyết những thách thức về vốn. Với thiết kế đơn giản có thể sản xuất hàng loạt, Elum áp dụng chiến lược hoàn toàn khác, cho phép tăng mật độ năng lượng và diện tích trực quang nhỏ hơn, không cần cơ sở hạ tầng rộng lớn như các tuabin thông thường. Thay vì 3 cánh quạt lớn thông thường trên một tháp duy nhất, thiết kế này có các cột cao gần 25m, hỗ trợ một đường ray với các cánh thẳng đứng dài hơn 10m. Khi gió thổi, các cánh quạt sẽ di chuyển dọc theo đường ray để tạo ra năng lượng. Phương pháp tiếp cận sáng tạo này cho phép các cánh quạt tạo ra lực cơ học, tương tự như cách mà các cánh tuabin truyền thống quay hộp số. Sử dụng ít vật liệu giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư. Thiết kế này có chi phí thấp hơn so với tuabin thông thường. Việc lắp đặt cũng dễ dàng hơn. Theo Elum, không giống như các tuabin truyền thống, thường đòi hỏi cần cẩu lớn để lắp đặt.
Các thành phần của hệ thống mới này có thể được vận chuyển dễ dàng trên các xe đầu kéo, cho phép lắp đặt điện gió ở những địa điểm trước đây không thể tiếp cận được. Eloma triển khai dự án thí điểm tại Wyoming vào năm 2025. Công ty đã nhận được khoản đầu tư 13,75 triệu đô la Mỹ từ một quỹ của Bill Gates. Sao chổi A3 được mệnh danh là sao chổi thế kỷ đã bay ngang qua trái đất và được ghi lại qua nhiều bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Sao chổi A3 đã không làm các nhà thiên văn thất vọng khi tiến gần trái đất cách khoảng 44 triệu dặm. Người quan sát bầu trời trên toàn cầu đã kịp thời ghi lại hình ảnh của sao chổi thế kỷ khi nó bay qua bán cầu Bắc. Hiện tượng thiên văn này xuất hiện khoảng mỗi 80.000 năm một lần, có nghĩa là lần gần nhất sao chổi này có thể nhìn thấy từ trái đất là khi người Neanderthals còn tồn tại. Theo Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, sao chổi A3 được cho là có nguồn gốc từ đám mây Oort, một lớp vỏ khổng lồ bao quanh hệ mặt trời, chứa hàng tỷ thiên thể, bao gồm cả sao chổi. Sao chổi A3 trước đó đã có thể quan sát được từ trái đất vào ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, khi nó di chuyển qua bán cầu Nam và sẽ còn tiếp tục xuất hiện đến ngày 30 tháng 10. Kết hợp với ứng dụng trên điện thoại, thiết bị rung có thể phát hiện vị trí của người dùng và phát các tín hiệu rung báo hiệu khi đến lúc rẽ cho người khiếm thị. Thiết bị này do Asigase, công ty khởi nghiệp có vốn đầu tư từ tập đoàn Honda Motor Co. của Nhật Bản, cho ra mắt thiết bị rung gắn với giày nhằm hỗ trợ người khiếm thị điều hướng an toàn khi di chuyển. Thiết bị này kết hợp với ứng dụng trên điện thoại thông minh được quấn quanh bàn chân người dùng. Thiết bị được trang bị cảm biến chuyển động để phát hiện vị trí của người dùng và phát các tín hiệu rung để hướng dẫn người khiếm thị đi thẳng, rẽ trái hoặc là rẽ phải khi di chuyển, hoặc là cảnh báo dừng lại khi gặp chướng ngại vật. Ứng dụng đi kèm cung cấp hệ thống điều hướng bằng âm thanh, lựa chọn tuyến đường tiếp cận dễ dàng nhất cho người khiếm thị. Người dùng có thể thiết lập điểm đến thông qua nhiều tùy chọn tìm kiếm khác nhau, ví dụ như nhà vệ sinh gần nhất. Ứng dụng cũng phát ra cảnh báo bằng âm thanh về các mối nguy hiểm tiềm tàng như giao lộ hay đường sắt. Mẫu thiết bị mới nhất của Asigase nặng 60g, nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn so với phiên bản trước ra mắt vào năm ngoái. Giá của thiết bị này là 54.000 yên, tương đương khoảng 370 đô la Mỹ, kèm theo phí hàng tháng là 550 yên. Trong một phòng thí nghiệm do công ty phát triển công nghệ thần kinh VramSpace tiến hành, hai tình nguyện viên đã thành công giao tiếp trong giấc mơ. Hai tình nguyện viên có giấc mơ sáng suốt và trao đổi thông điệp đơn giản bằng thiết bị đặc biệt. Giấc mơ sáng suốt chỉ trạng thái nhận thức được mình đang mơ, xuất hiện ở giai đoạn ngủ, mắt chuyển động nhanh, REM, và rất giàu ứng dụng tiềm năng từ giải quyết vấn đề sinh lý đến học kỹ năng mới. RemSpace đặt mục tiêu biến giai đoạn ngủ REM thành bước đột phá mang tính cách mạng tiếp theo sau trí tuệ nhân tạo AI. Công ty khẳng định ngủ REM không chịu giới hạn lẫn quy tắc vật lý như thực tế, cho phép mọi người tự do nhìn, nghe, chạm, ngửi, nếm, trải nghiệm khoái cảm và đau đớn, thậm chí là thay đổi cơ thể hay giới tính của mình. Khái niệm giao tiếp trong mơ nghe như là khoa học viễn tưởng, nhưng trong tương lai sẽ phổ biến đến mức chúng ta không thể tưởng tượng cuộc sống ra sao nếu thiếu công nghệ này.